What's up, hello mọi người nha. Lại là mình Mai Đen đẹp trai nhất Play Together đây mọi người. Trời ơi là trời, hôm nay tôi quay clip nhưng mà tôi bấm quay rồi nhưng mà tôi vẫn chưa biết quay gì luôn mọi người. Để kiếm content cho ta. Bây giờ quay đi thăm nhà anh ta, nhưng mà thăm nhà thì biết thăm nhà bây giờ ta. Trời ơi là trời, sao hay là chơi mini game ta. Chơi mini game hả? Nhưng mà bây giờ biết rủ ai chơi mini game giờ ta. Tại vì mình là mình biết rồi mà. Năm vàng một ổ. Đập người đâu mà vậy trời. Ủa? Ai mua đây? Ủa cái gì vậy ông nội ơi? Cái gì mà bán bánh mì trời, nay đổ qua bán bánh mì ông nội xin coi. Alo. Xin coi. Ơi. Ủa gì vậy? Ủa sao nhìn ra đây đi quay quay vậy? Trời ơi em. Trời ơi. Alo xin coi. Sao mấy ông chuyển qua bán bánh mì sắc dụng sao bây giờ đi mua sinh nghề gì khổ cực chứ vậy ông nội? Trời ơi thì bây giờ mình đã mới phải làm thì mới có ăn chứ đúng không? Bây giờ phải đi bán bánh mì để kiếm sống qua ngày rồi mua xe hết tiền rồi. Quá xuất sắc. Gia đình mày chắc buồn mày lắm. Trời ơi là trời, nhưng mà Siro ông nhớ không, tôi vẫn còn cay ông cái vụ là hôm bữa chơi up với ông. Không cay sao được, không cay sao được. Mọi là cho tôi cay tới giờ luôn á nha. Không cay sao được, tự tin vào rồi với Play Together điên thua tôi không cay sao được. Nỗi đau đó là tôi vẫn còn nho nhó trong đây nè em ơi. Ba cái đó bao nhiêu tiền ta? 39 vàng hay là 50 mấy vàng của tôi mọi người ơi. Trời ơi, tặng tông xong rồi tôi tiếc quá, tôi lú luôn anh em ơi. Ok anh em ơi, hôm nay tiện có Siro đây, tôi chắc chắn là tôi sẽ phục thù luôn chứ còn đợi gì nữa mọi người. Phục thù gì? Rồi bây giờ hôm nay không chơi upgrade nữa, tại vì upgrade là tôi có thể tôi thua ông, nhưng mà có một cái chơi gọi là tôi cực kỳ tự tin, đó chính là chơi mini game. Tôi bảo đảm với ông luôn là tôi sẽ thắng luôn. Tại vì nếu mà tôi chơi mini game đứng thứ hai thì không ai chủ nhật luôn nha mọi người. Ok. Ông là cái tiệc trò chơi gì đó hả? Đúng rồi, tiệc trò chơi chứ còn gì nữa. Chơi ông có dám chơi ông hay là rén rồi sao? Rén rồi đi bán bánh mì, bán tủ lạnh tiếp đi. Còn chơi thì... Chơi chứ. Bây giờ mình đang thiếu tiền. Bây giờ tôi chơi để tôi kiếm tiền. Rồi, được. Nhưng mà bây giờ nếu mà ai thua thì sẽ như thế nào? Cho ông chọn đó. Bây giờ ai thua thì gọi là sẽ giống như lần trước thôi. Tặng quà nữa hả? Đúng rồi. Ủa sao nói tặng quà xong cái tay mình rung dữ ta? Kìm lại mọi người ơi. Trời ơi là trời, kìm lại. Ok luôn. Bây giờ chơi thua là tặng quà đúng không? Đúng rồi, chứ còn cái gì nữa. Ok anh ơi, bây giờ video ngày hôm nay tôi chính thức gọi là mở lời gọi là solo với Siro nha em ơi. Ok bây giờ mày nè, vô Siro ơi. Được anh em ơi, lần này mà tôi nói thiệt tôi không bao giờ tôi thua nha anh em ơi, tôi bảo đảm tôi tự tin vãi cái chưởng luôn mọi người. Rồi map tủ vừa vô chưa gì gặp map tủ rồi. Siro ráng gì nói đi cho người alo. Gì vậy? Ủa map mới hả? Đâu map này map cũ mà không biết chơi hả? Không, lâu rồi không chơi, nhìn lạ rồi chứ vượt qua thôi. Ngon anh em ơi, trời lâu bắt được gà này em ơi. Đây, nói chung map này thì đơn giản với tôi mà. À! Ơi là trời, đừng có chen lấn nha luôn. Đi ra. Trời ơi là trời. Từ cố gắng nha anh em ơi, tại vì với anh em biết sao, bây giờ đêm á mọi người cho nên là ít người chơi, cho nên là mới cái có rào đầu mà lấy còn có 10 người mọi người, cho nên là mình ráng mình chơi nha anh em. Đó, ok, map đầu. Siro ơi, đợi đi Siro ơi, map đầu mà chơi gì anh em? Ủa chơi gì trời, tôi có chơi gì đâu, tiền hết đấy ông ơi. Đợi cái gì mà đợi trời. Đây tiền hết nữa, cái gì cũng quy ra bằng tiền nha mọi người, cho nên là mình sẽ cố gắng mình chơi nha em ơi. Đó. Đây. Siro bây giờ ông nhảy vô cái chỗ cục màu đỏ là ông sẽ được đi qua map mới. Siro tôi đâu ngủ. Trời ơi là trời, lâu khiện cái dụng cái làm căng vậy trời. Ủa okay, ông đâu rồi đi nha. À, nói chung là tôi thua rồi đó ông. À, cay thế à, gì vậy? Trời ơi là trời, sao đụng cổ tôi, nhớ tôi chơi kỹ lắm mà ta, cay đó. Rồi tôi về đất rồi nè. Thôi xong luôn anh em ơi, tới công chuyện đó. Ê mày còn sao không mày? Trời ơi. Ôi là trời luôn á, sao tôi lỡ đụng cái kia cây thế? Sao mày còn sai vậy? Mày về kịp. Trời đơn giản mà. Trời ơi. Đơn giản. Ok anh em ơi, mình quên nói là phổ biến cái luật nha. Bây giờ là tôi với Siro solo, cho nên là ai về đất đầu tiên sẽ chọn là coi như người đó hạng nhất nha mọi người, chứ không tính gọi là phải về nhất đâu nha anh em ơi. Đó cho nên là bây giờ sẽ solo nha anh em. Ôi mắc mới nè. Ủa gì sao mới hoài không nổi? Gì nhát trời. Trận này nhát nha, ok không? Gì mà trận này nhát trời. Ok vậy coi như là tôi thua 1-0 nha anh em. Bây giờ là chơi 5 trận nha mọi người. Đó. Ok. Bây giờ là tôi sẽ cố gắng để tôi đi lên trước nha anh em, để tôi hòa nha mọi người. À máu này máu tủ nha anh em ơi. Đó. Trời là trời, cứ kiếm mất tủ hoài mai là mai, mày cứ kiếm mất tủ rồi mày chết hoài mai ơi. Sao máu nào cũng tủ với ông hết vậy mày? Nãy giờ biết sao mọi người, tôi cay một cái là nó không chịu ra cái map là đua tốc độ anh em ơi. Cái map đua tốc độ là tôi thể hiện cho Siro coi là lóe mắt luôn em. Hay thế nhờ, sao đụng được hay vậy ta, tôi nhớ tôi nhảy hay lắm mà ta. Trời ơi, là bởi vì ông nhảy không hay bằng tôi đó. Sao mà đó được.
là tôi nghĩ là trận này tôi thua nữa anh em ơi, nhưng mà cố gắng nha anh em ơi. Đừng có chen mà bạn ơi. Alo. Rồi xong luôn anh em ơi. Tới công chuyện luôn anh em ơi, xin vĩnh biệt cụ luôn anh em ơi. Trời ơi là trời. Cay thế. Qua nè, cố gắng qua anh em ơi. Trời ơi là trời, Sigo sao đi nhanh dữ vậy Sigo ơi. Tôi mà đi nhanh là chuyện của tôi, không hỏi kỳ nha. Trời, sắp rồi, đủ rồi. Rồi xong luôn anh em tới. Bye bye mày. Yeah. Trời ơi là trời, quê dữ trời ơi, xin nhà luôn á trời, tôi 2-0 luôn mọi người ơi. Tao đi Sigo ơi. Chạy tới nhà. Ok, trời ơi Mai ơi là Mai. Ôi cúp Dương miệng, cúp Dương miệng Mai ơi, cúp Dương miệng. À vậy ông cướp cho xong đi, tôi ra đây tôi đứng chờ nè, ông cướp cho xong đi. À, nãy giờ tôi quên một cái mọi người, đó chính là tôi chưa gác chân lên mọi người ơi. Đó, tôi chơi mini game hay là tôi quay clip lên tôi kia là tôi phải gác chân như thế này mọi người. Đó, ôi sao Mai không chơi vậy? Ok, thì đó, người ta phải dùng bí kíp chứ. Đó, ok, bây giờ mình sẽ vào nữa nha mọi người ơi. Đó. Lần này mình sẽ cố gắng mình gỡ là 2 điều nha anh em. Hiện tại bây giờ tôi với Siro đang quay là vào lúc 3 giờ sáng nha anh em. Cho nên là chỉ có 9-10 người vào trong một map thôi mọi người. Cho nên là cố gắng lấy tấm mộ nha mọi người. À, bây giờ tôi mong là vô một cái... À, đây, chưa kịp nói xong anh em ơi. Mát tụ anh em ơi. Mát tụ mọi người ơi. Rồi xong ơi. Rồi, Siro ơi. Chuẩn bị 2-1 nha. Mát tụ. Nếu mà anh em có coi TikTok của tôi, anh em TikTok Mai Đen là mọi người sẽ biết cái map này mát tụ của tôi nha mọi người. Đây, lụm anh em ơi, lụm. Đó, ngon. Ôi. Cái này là tôi không chỉ vượt qua Siro nha. Chết anh em ơi. Trời là trời, chưa kịp cấy nữa, Siro đợi Siro ơi. Này, alo. Thôi, xong rồi anh em ơi, cố gắng anh em ơi. Trời ơi là trời. Đây. Trời ơi, sao rớt giờ này vậy trời, giờ mấy giờ rớt nữa. Alo. Lấy có 11 người thôi nha mày. À, tao rớt mà. Trời ơi là trời, như chơi với Siro cái tôi bị gọi là tôi bị cứng tay đây em ơi. À, ok, dài, coi như là 2-1 nha em ơi. 2-1 cũng được mọi người, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi không vừa lòng với bản thân nha. Trời ơi là trời, mai sao mày hồ đồ như vậy. Trời ơi, mất tụ nó bé liên tục vậy ta. Ai nó nhờ mất tụ của mình luôn mọi người ơi. Tụ vậy ta. Trời là trời, lâu tủ mắt tủ người ta cũng mới cho tủ đẻ chứ trời. Cũng được 2-1 là vui rồi. 2-1 nhưng mà tôi không vừa lòng với cái bản thân của tôi, cay thế. Ôi bắt cua nè. Map này gọi là mém tủ nha anh em, mém tủ thôi nha mọi người. Quan trọng nhất là cái map này quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là cái khúc mà mọi người check cái ở mấy cái ô màu vàng á, nhưng mà tôi biết cách check nha mọi người, để lát nữa tôi chỉ cho mọi người luôn nha. Bây giờ đi nè. Bây giờ cố gắng là đi nhanh nha anh em ơi. Cố gỡ 2 điều nha. Đó, bây giờ chơi đàng hoàng nha. Đừng có chen tôi mà mọi người ơi. Alo. Đây, ok, bây giờ mình sẽ check nha mọi người ơi. Bây giờ từ từ cho mấy người kia đi trước đi mọi người. Ok, bên phải nè. Ok, bây giờ tôi... Ồ, bạn kia bạn đi ghê vậy? Alo. Ơ, đi không có check luôn. Trời ơi, cứ kia hát rồi mọi người ơi. Ủa, thường là người ta phải dừng lại, người ta đi lên thử xem là coi cái chân nó có bị lún xuống hay không á mọi người. Con nội này là ông đi một phát là ông đi qua luôn anh em ơi. Trời ơi là trời, sao kinh vậy ta. Tôi không biết là ông nội đó có hát hay không nữa mọi người ơi. Trời ơi là trời, nhưng mà Siro ơi, không ấy mình dừng lại chầm dừng chân mình nghỉ chân xíu được không Siro? Không. Trời ơi là trời. Đụng đi Siro ơi. Đụng rào đi Siro ơi. Sao mà đụng được mày ơi. Sao mà đụng được mày ơi. 3-1 mày ơi. Cây ta. Bạn đó bạn 4 cái gì chứ cây ta. Trời ơi là trời, 3-1 mọi người ơi, cây ta nha. Đừng tôi khóc mọi người ơi, trời ơi là trời. Không, nếu không thì tôi nhảy vô. Tôi cứ tưởng kèo này kèo thơm mọi người ơi, nhưng mà thật ra nó không thơm mọi người ơi. Siro bỏ game mấy tháng trời liên tục rồi mọi người. Tôi là TikToker quay game này liên tục luôn anh em ơi. Mấy tháng trời chưa nghỉ game luôn, mà ngày nào hầu như tôi cũng vào mini game tôi chơi đó mọi người. Chơi không lại luôn trời. Vậy hỏi trời ơi, không biết cái nó không biết nói gì luôn anh em ơi. Đặc biệt là gì anh em biết không? Tôi gọi là tôi đã chuẩn bị vũ khí bí mật, đó chính là đổi cái thân hình thành thân hình cao mọi người. Vậy mà chơi không lại luôn, cay tới nhờ. Cay đó. Ok, trời có cần nhường không? Chứ chơi năng dán hắn có đúng dán cũng ghê lắm á. Trời ơi, nhường gì ông nội. Trận tiếp theo bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi lấy... À, đây, map mới, lợi thế của tôi mọi người ơi. Map này thì ông cứ nhảy qua thôi, ông ném mấy cái đèn là được rồi. Đó, map này gọi là map leo nóc nhà nha, cuộc đua sân thượng leo nóc nhà. Đó thì ông cứ né mấy cái đèn chiếu là được nha anh em ơi. Bây giờ cái map này gọi là hơi ăn gian cho tôi một tí xíu, là tại vì tôi đã từng chơi cái map này nhiều rồi nha mọi người ơi, cho nên là hơi ăn gian cho tôi một tí xíu nha mọi người, nhưng mà vẫn tính nha anh em ơi. Ok,
đây 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 à. Ông phải né những cái đèn nó chiếu qua chiếu lại nha đó à. Ok đơn giản mọi người ơi. Hiểu. Rồi ok coi như là mình ráng mình lấy cái này để mình gỡ lại nha anh em. Mặc dù nó hơi thiên vị cho tôi nhưng mà tôi đẹp trai là được nha anh em ơi. Bây giờ đi qua nè. Mà nãy giờ để ý nha mọi người, tôi ví dụ tôi hơn Siro tôi không nói nhưng mà nãy giờ tôi chưa được cái top 1 nào luôn mọi người. Đợi Siro ơi, alo, đang đứng đó ông nội. Rồi xong luôn, hiểu hàng luôn anh em ơi, hiểu hàng luôn mọi người ơi. Trời ơi trời, map này mà để Siro thắng nữa thôi luôn á, tôi xóa game nha anh em, tôi xóa game thiệt nha anh em ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi, tôi bị té. Siro về chưa? Tôi bị té. Cái đầu của tôi tưởng nó không có nhảy là tôi bị té. Vậy coi như là trận này coi như là không có tính nha. Thông minh lắm. Ok mọi người, bây giờ tụi mình sẽ chơi thêm một trận để gọi là phân tài cao thấp nha mọi người. Ê, vậy là có nghĩa là chơi xong rồi là chỉ là để phân tài cao thấp thôi chứ không có tặng quà gì hết đúng không? Đó chứ. Ủa? Tưởng phân tài cao thấp chúng ta tặng quà mà trời. Chúng ta tặng quà mạch đó, trời. Sao mà tôi hay quên, dạo này anh em biết sao không? Dạo này chưa có bồn kèo kì đó nha mày. Hay quên chứ có bùng gì đâu trời, hay quên thôi trời, người ta dùng từ hay quên vô, mà vô YouTuber kim TikToker bùng kèo thì quá kỳ lắm nha. Là trời, người ta nói là hay quên, tôi gọi là dạo này tôi già, tôi đẹp trai nhưng mà tôi già nó hay quên ông nội chứ đâu có bùng kèo đâu trời ơi là trời. Ok bây giờ là gọi là trận này rau này rau quyết định nha mọi người. Chắc là một thằng nghỉ game lâu chứ mình chắc nên nhường cho Mai một ghế nè cho game. Thôi đừng có nói đâu ông nội, chơi game luôn đi ông nội, đừng có nói đâu ông nội, quê quá ông nội ơi, đó hoài à. Cây thế nhờ. Trời ơi là trời. Bây giờ tôi cố gắng cái map này gọi là thôi không dám nói map tủ nữa anh em ơi. Nói map tủ nữa lát nữa tủ đè nha anh em. Đó bây giờ mình sẽ ráng mình chơi nha. Hả? Ok. Rồi đi. Ấy da. Ôi kẹt. Đừng có chen mà. Cây thế nhờ. Vậy trời, người ta ấy thôi mà chứ người ta chen ta. Đó kìa. Trời ơi là trời, sao bị kẹt ngoài ta. Dạo này chơi gà ta. Tôi thề với mọi người luôn á, lúc mà tôi không solo hay là tôi lúc tôi không quay clip á mọi người, tôi chơi đỉnh bán cái trưởng luôn anh em ơi. Trời, rồi xong luôn, dính vô cái gờ gà giảm tóc luôn mọi người ơi. Ôi trời ơi, Mai ơi, Mai chưa về nữa Mai. Hiểu hàng luôn mọi người ơi, chạy đấy là thua luôn anh em ơi. Trời là trời, sao mà hôm nay sao mà tôi nhục dữ vậy trời ơi. Sao Mai ơi là Mai. Mà tôi chơi cái vòng này mà tôi thua luôn á mọi người. Trời là trời, sao lâu lắm mà mới đạp vô trúng cái gờ giảm tóc luôn mọi người. Ủa sao mà nó lâu dữ ta. Bây giờ trong cái video này á, có một câu rất là phù hợp với Mai. Các bạn đừng hòng dìm Mai xuống đấy của xã hội. Mai tự đi xuống. Trời ơi là trời, ông nội ai kêu ông nói vậy trời ơi là trời. Không đâu. Ok ok, đừng tủ nghe, đừng tủ nghe. Tủ anh em ơi, tủ anh em ơi, mấy tủ đẹp nha. Trời ơi là trời, shipper trả tủ tới mọi người ơi. Lần này tôi nói thiệt cho mọi người là top 1 anh em ơi. Top 1. Rồi ok. Xin nhẹ cái top 1 nha anh em ơi. Trời là trời, shipper trả tủ tới. Lắm. Ê nhưng mà đêm anh em biết sao không? Đêm thường là có nhiều cao thủ chơi lắm mọi người. Tôi thấy sương là có những cái tên gọi là tôi quen biết anh em ơi. Tên gì? Có mấy tên quen biết như là kiểu như thầy tu rồi nè. Tôi hình như tôi nhớ mấy ông nội này cũng là tiktoker nhỏ nhưng mà hay làm về mini game. Đất ơi. À nhưng mà không sao. Trời là trời, tủ đèn đó anh em ơi. Trời là trời, giống như là tôi thấy gọi là tên có mấy cái tên quen như là thầy tu nè, rồi đất nè anh em. Những cái người này hình như là chơi hay chơi mini game lắm mọi người. Thôi. Thế nhờ cái máy này thắng Siro nhưng mà không được hạng nhất cây thứ. Ok 3-2. Ở gì? 4-2. 4-2. Ráng lội ngược dòng nha mọi người, ráng ngồi lội ngược dòng nha. Thua tất cả nhưng mà thắng Siro cũng là niềm vinh hạnh của tôi nha anh em ơi. Đó bây giờ tôi sẽ cố gắng. Tủ không được tấm 1 trời. Cho cái map leo cái dừa đi. À map này cũng được mọi người. Phi hành gia lên. Phi hành gia. Nếu mà mọi người có coi TikTok của tôi thêm một lần nữa thì mọi người sẽ biết là tôi đã từng gọi là vượt qua cái map này trong vòng, hình như là tôi nhớ là trong vòng mấy chục giây anh em. Bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi chơi nha. Đó. Chơi dữ vậy. Đây, cố gắng lụm nha anh em ơi, lụm tủ nha anh em ơi, shipper tới rồi. Đi anh em ơi, đi. Rồi, tôi đang gọi là nhanh nhất anh em ơi. Đó, lụm, nguyên cái tập đoàn nón vàng luôn mọi người ơi. Ủa, nguyên cái tập đoàn nón vàng luôn mọi người ơi. Mà tập đoàn nón vàng là tập đoàn gì nữa vậy? Tôi cũng biết nữa nhưng mà tôi thấy kiểu như người ta mặc đồ giống á, kiểu như đi chơi theo team á, mà thường mấy ông nội chơi theo team là chơi hay lắm.
đấy, như như ông nội đất nè, như là thấy quen quen nè mọi người, nhưng mà tôi cũng không biết là chính xác hay không nữa nè. Đó, đây trời lắm. Ôi tôi về top 2 anh em ơi. À ngon, top 1, top 1 kia đó. À trời ơi, trời ơi. Ủa xin lỗi top 2 hả? Trời ơi, chơi kinh vậy. Bốn ba được, trời ơi là trời. Không sao, bốn ba mắm cuối mà dính mắm bắp cua là mai chết liền. Lầm anh em ơi, lầm anh em ơi, trời là trời, shipper mà cứ ship mấy cái bắp tủ này tới rồi nãy giờ. Để coi mắm cuối lên đây. Ê, tôi nghe mắm cuối là giật vương miệng với ta. Không, mắm thường mắm giật vương miệng là chỉ có bốn người thôi, bốn người hoặc là ba người thôi, chứ bây giờ chưa mắm cuối đâu. Rồi xong tới công chuyện rồi nè, cái map này siêu khó luôn anh em ơi. Cái map này nó sẽ không có tính top, nhưng mà nó sẽ cái đèn nào mà nó chiếu tới mà mình không chạy là nó sẽ bị mất một mạng, mỗi người sẽ có 5 mạng, hiểu không? Nó sẽ có một cái đèn giống như là cái đèn nhà tù đó, khi mà chiếu tới ông mà không chạy khỏi cái đèn đó là nó sẽ bị mất mạng. Cho nên là ông phải chạy khỏi những cái đèn đó, thì ông đừng có cho cái đèn nó chiếu trúng vô ông nha. Cái map này nó sẽ không tính top mọi người, nhưng mà nếu mà ai bị chết 5 mạng là sẽ bị gọi là ra đi chuyển sinh luôn nha anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình chạy nha. Chạy. Cái map này thật là bình tĩnh nha mọi người. Mỗi người chỉ có 5 mạng thôi nha anh em ơi. Đó. Đây chạy. Mấy cái đèn này nó bật mình một cái là anh em biết sao, nó sẽ chiếu ngẫu nhiên nha mọi người. Tôi không biết một cái đường nào mà tôi lần luôn mọi người. Trời con Siro không chạy kìa. Ơi là trời luôn. Siro thua đi. Không thua chứ sao tôi thua. Anh em xem tôi lật kèo nè anh em ơi. Anh em xem tôi lật kèo nè. Đó. Bây giờ tôi tôi đứng đây nè mọi người. Ơi, đèn tới. Chết, mày thế. Từ, chạy, kẹt anh em ơi. Ủa, tức là miễn còn đủ mạng thì mình vẫn còn sống hả? Đúng rồi, còn một mạng thì ông vẫn còn sống, miễn là ông đừng có hết tim là được rồi. Đó, bây giờ là còn 34 giây và tôi vẫn còn 5 mạng nha em ơi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi sống nha. Ba mạng. Trời ơi, anh em ơi, đừng tha cho em đi anh ơi. Tha cho em anh ơi, anh đèn ơi. Tha cho em còn đúng 2 mạng anh ơi, alo. Trời ơi là trời, đừng trời, sao cuộc không sống này khó khăn với tôi vậy trời. Alo. Cái đèn nó dưới mày à. Cái đèn nó dưới mày à. Đừng có dí em. 8 7 6 5 Siro cộng mấy mạng Siro? 5 mạng. Gì chơi ghê vậy? Ủa. Ê đừng. Ừ mày thế anh em ơi, trời là trời, sống chết trong gan tức nha anh em ơi. Ok, bây giờ tiếp theo nha. Ngon. Ồ, map này gọi là dân toàn dân pro không nha mọi người thấy không? Hai cái bạn đeo cái nón vàng là tôi nghĩ là chơi VIP pro nè. Ôi, map mới. Ngon. Map này không phải tủ của tôi nhưng mà tôi biết chơi nha mọi người. Đó là một cái lợi thế nha mọi người. Siro ơi, sao? Map mới rồi, chết rồi. Đúng rồi, map mới, tôi nói rồi ngược dòng mà, cái lợi thế của tôi mà, bây giờ tôi gáy to mà, trời ơi là trời. Đó, cái map này thì ông cứ leo lên trên cao thôi. Đó, bây giờ cứ leo nha anh em ơi. Đó, bây giờ mọi người thấy không, cái bạn luôn sao? À! Ôi là trời, sao đẩy tôi xuống vậy trời? Rồi, xong tới công chuyện luôn mọi người ơi. Tới công chuyện luôn mọi người, chưa kịp gáy xong nữa anh em ơi. Alo. Chưa kịp gáy xong rồi bị đẩy xuống rồi mọi người ơi. Trời ơi, thôi xong rồi mọi người ơi. Thôi xong rồi. Tự nhiên bị đẩy xuống cây thế nhờ. Trời là trời, hàng lối chen, có hàng có lối không đi mà sao cứ chen người ta hoài vậy trời. Đã đẩy chạy ta đi. Đây. Bây giờ anh em biết sao không? Cái map này là nó sẽ lấy 4 người và tôi thấy trước mặt tôi là 3 người, bao gồm Siro là 3 người nha anh em. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình trong top 4 để trường sau mình sẽ... À đâu còn trường sau nữa đâu mọi người. Nếu mà trường này Siro thắng nữa là xong luôn rồi anh em. Trời ơi là trời, cay thế. Bây giờ từ. Ủa sao té hoài ta? Alo. Ông biết gì quá, ra trước mặt ông là 4 người rồi. Ủa 4 người hả? Ừ. Rồi xong rồi tới công chuyện anh em, Nothing New tới nè, Lutaros tới nè. Bây giờ ai nữa? Siro đừng tới, Siro để mình. Ôi tới coi cậu. Cái gì đó? Trời là trời. Mọi người, cái map này là tôi đã từng chơi và tôi chơi rất nhiều mà Siro chưa bao giờ chơi luôn mọi người ơi, mà Siro về được anh trời ơi là trời. Nó lên trời trời cao có thấy thấy trong lòng mình thấy đến đâu. Trời ơi là trời cay thế nha. Ông tin luôn mọi người, nãy giờ trong đầu tôi cứ nghĩ là xong rồi anh em ơi, cái map này tôi với Siro không tới cho nên là sẽ hòa và tụi tôi sẽ ra chơi map mới. Ai ngờ Siro cũng về đúng hàng tư luôn em ơi. Qua nè. Ok mọi người, video đến đây cũng đã dài, bây giờ tôi sẽ tắt video ngay tại đây nha anh em ơi. Ok anh em. Qua tôi đâu. Qua. Nhưng mà chơi xong chưa? Sao rồi? Qua tôi đâu?
Trời ơi là trời luôn, quà ha. Bây giờ tôi sẽ tặng cho ông mà một cái tim, ok chưa? Ok mọi người. Bây giờ cái này thì video nó dài mọi người, cho nên là tôi sẽ tạm biệt mọi người tại đây nha. Nếu mà anh em thích tôi chơi cái gì đó thì mọi người hãy cho mình cho tôi biết nha. Và video lần sau và video tiếp theo tôi với Sido sẽ solo leo tháp nha mọi người. Đó cho nên là nếu mà mọi người muốn tôi quay với Sido thì mọi người đừng quên comment cho tôi biết nha. Còn bây giờ thì bye bye. Không có giỡn đúng không? Không có giỡn đúng không? Có hút video không? Nặng lại tôi đúng không? Không nha. Ok bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye Sido, bye bye đi. Ok bye bye mọi người nha. Trời ơi là trời, ok.